Vâng, xin chào mừng các bạn đến kênh Ngọc Quốc Vlog của mình ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên xin thành cảm ơn các bạn đã dành chút ít thời gian click và xem video của mình. Thì chia sẻ các bạn, hôm nay là thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2020 các bạn. Thì sáng giờ hai anh em mình đi giao bò thôi các bạn, chứ không có bắt được con nào hết. Thì chiều về đó thì cũng có ghé ngang qua nhà bà chị, bà kia bán một con bê bê cái đó, thì mình cũng bắt về bán thịt các bạn đó. Thì ngày nay dọn dẹp chỉ có một con cái ba bê thôi các bạn đó. Thì trước khi vào nội dung chính, cái cuộc hành trình ngày nay mình đi giao bò đó, ngày mai mình cũng tiếp tục đi giao một ngày nữa các bạn, tại vì nay một ngày mình đi giao không kịp đó, mình giao chỉ mới được có hai con thôi. Thì còn ở nhà mình thì ba con cái cột đó, thì mai giao hai con thì còn lại một con đó. Thì thôi bắt đầu vào nội dung chính với mình các bạn. Rồi các bạn, đó thì hiện tại mình đang ở Thác Minh này. Thì giao con nghe cái anh Quýt cho anh, nhưng mà anh không có cho làm video đó, nên thôi mình giao rồi mình chở đâu mình lên đường đi về đó. Đó, ở cái núi đó các bạn, thì như ở địa phương này thì gọi cái núi này là cái núi Hòn Đồng Phung này các bạn. Đó thì ở chỗ nọ chỗ kia là có một cục đá lớn với là hai cục đá nhỏ hai bên đó, ở cục cát này ở Thác Minh này. Giao con nghe cái anh Quýt vào cho anh. Được, cái đó được. Ở quý rẫy anh. Được, bữa nào hai anh em xuống làm bữa. Đó, thì giao con nghe cái cột này về cho chú. Ở dưới cắt sơn này. Chú, nghe nhỏ mà vẫn chưa đạo chú. Đấy, nhìn hàng hóa rồi thôi. Ủa rồi đâu? Ừ, đấy, cái dây là xinh sáng ok chứ còn như nữa đâu. Hả? Cao dài. Đấy, được chưa? Đây, giặt cho coi luôn. Rồi, hết rồi. Ừ, ổn định vậy chứ. Con này khung sát nó có này, cao và dài này. Ừ. Đít nó vừa. Ừ. Đấy. Con này thì già tháng hơn con kia. Rồi, thôi nói chung là cũng chúc chú nuôi bò mèo lớn. Rồi các bạn, đó thì ngày nay mình bắt phim được một con nghe cái ba bê. Đây, thì nghe cái này thì bò phối, nhưng mà điều nó pha pha có nên giờ mình cho nó đi lò thôi các bạn. Tại vì không có thứ này, bà bê này không có nuôi được, tại vì nó ốm ốm mà nó xương xương mà nó không mập cho lắm. Đấy. Bây giờ còn ba con nữa, chắc lên xe rồi mai đi Phú Thiện. Thế là hết. Chân cành này. Đó. Đó. Ba bê cái đen thui thui lùi, nó mèo da lương rồi, nó phải mèo đen nào đó 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 này. Sừng này, ui trời, con này già tháng rồi sừng. Đấy, thì con này đi lò mình không có bao giá được. Ngày nay thì bắt một con nghe cá ba bê thôi. Rồi đó thì bò là lên xe xem 1 2 3 4 rồi trở về. Đó, thì hai con ngồi này, con sát cái thùng này các bạn, với cái con sát thùng này thì có ông anh ông đặt rồi, mình không có bán được. Đó, mong anh luôn. Thì giờ còn con ba bê, ba bê thì bỏ lo, còn con nghĩ cái cột chút xíu các bạn. Đấy, con này. Rồi. Chiều rồi. Rồi các bạn, đó thì ngày nay có bà ngoại bà kêu bán mình một con nghĩ cái ba bê đây các bạn. Thì con này thì mình tính thịt thì, mình coi nó rơi vào khoảng cỡ 16 17 triệu đồng thịt, nhưng mà ngồi đòi tới 20 triệu nem tem thôi, mình chắc bác không được. Mình quay cho các bạn xem đó. Bề phối đùi dài thì căng cơ đó. Chút này ra cũng được thì giá trị bên mới các bạn, bây giờ nghiện ra bỏ cái mất rồi thôi, nên phải đi thịt đó. Và rồi con này mà giá 20 triệu nem tem đó, thì mình đã có 16 triệu nem tem quả không bán nhé. Bây giờ cái rồi thôi, qua sơ sơ thôi thì bắt đầu tiếp tục đi mua bò khác. Đù, nghe siêu đẹp đây các bạn, đó nghe cái like con này sim không sim, mà man không man, mà bô không bô.
đó, nhưng mà nói chung là con ghế này thì cực kỳ dày đó, đốt bò đó đẹp, mà ông chú cũng rồi tới giá 25 triệu, mình bắt không tới. Ghế thì còn nhỏ mà đều đẹp tốt ghế lắm các bạn, xe tích nghiêm đó, chân cảnh độc, yếm dậu dày, dậu liên yếm dài đòn cao ráo. Con này thì nó rơi vào khoảng cỡ 1m2 đó. Đó, bò trong chuồng kìa. Đó, con mẹ nó là con màu trắng này các bạn. Đó, con đỏ là con chị của nó. Đỏ đứng sau con mẹ đó, màu trắng đó. Còn bên kia là bồ mẹ con bò cái Anh Quốc. 25 triệu, cực kỳ đẹp. Rồi, tiếp tục ta còn nghe cái cột này nữa các bạn. Đó, thì bà chị rồi với giá là 22 triệu, mình đã 200 triệu 500, mà chị không bán đó. Nghe thì tốt, nghe chân cảnh cũng cọc cao dài nữa, cao được 1 mét, mà giá 22 triệu thì hơn ở đâu ra mình mất rồi. Mình quay lên dài thì có ai muốn mua nuôi thì mình chỉ chỗ cho mua về nuôi sinh sản đó, chứ mình bắt không tới các bạn. Đó, nghe cái cột. Rồi các bạn, thì giờ là cũng 6 giờ chiều rồi, thì mình cũng tranh thủ làm một cái video cho nên xem. Đó, thì ngày nay thì mình chỉ có đi giao bò, với lại bắt được một con nghe cá ba bê thôi, chứ không có bắt được bò gì hết. Thì ngày mai thì mình đi giao bò, với lại mình đi mua tiếp, thì được con nghe gì thì mình làm video các bạn xem xem. Rồi, tôi nói chung chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Bye các bạn.